Xin kính chào toàn thể các anh chị em trong ban tổ chức thuyền thuyền viên cùng toàn thể bà con thân mến. Chúng ta đã có cái cơ hội đồng hành với nhau trong xuyên suốt 1 năm của chương trình Thanh Lọc Thân Tâm. Vậy thì chúng ta có sự khởi đầu thì chúng ta cũng sẽ có sự tiếp nối. Vì một kết thúc một chu kỳ này sẽ là khởi đầu một cái chu kỳ tiếp theo. Vậy thì hôm nay là một ngày cuối năm rất là ý nghĩa, rất là đặc biệt. Chúng ta sẽ có cái cơ hội để cùng nhìn lại và chúng ta xem xét rằng là 1 năm qua chúng ta đã làm được những công việc gì, công việc nào chúng ta hoàn tất và chúng ta thuận lợi, cũng như là cái sự thực hành của chúng ta duy trì được qua cái sự tỉnh thức chánh niệm qua những lời dạy của thầy. Vậy thì còn 2 phút nữa là chương trình sẽ bắt đầu, thì con xin kính mời toàn thể cả nhà mình, chúng ta có thể liên hệ với người thân, những bạn bè mà đã cùng chúng ta đồng hành trong chương trình vào góp vui, cũng như là sự có mặt đông đủ của cả nhà, thì chương trình của chúng ta sẽ góp thêm cái phần thành công rất là lớn, được không ạ? Con đã nhìn thấy sự xuất hiện của người thầy kính yêu của chúng ta. Vậy thì chúng ta còn 2 phút nữa, 1 phút nữa để mà chương trình có thể bắt đầu một cách thuận lợi nhất. Thì sau đây con xin mời thầy cùng toàn thể tất cả các anh chị em và bà con, chúng ta sẽ cùng đón nhận một bài hát. Hãy thương gian khó, hãy yêu nhau đi vì đời sống rất mong manh. Trái tim yêu thương xây dựng cuộc sống, tình yêu thương đong đầy sẽ làm mới cuộc đời. Hãy thương yêu nhau dù đời gian dối, hãy yêu nhau đi dù người vẫn tham sân si. Trái tim yêu thương tràn đầy ánh sáng, làm cho trí tuệ sẽ lớn thêm dần. Hãy thương yêu nhau chóc, hãy thương yêu nhau vì mạng sống quý biết bao. Chúng sanh luôn luôn mong cầu hạnh phúc, đời không lo không sầu, được sống an vui. Hãy ru nhau trên những lời gió mới, hãy yêu thương nhau ở khắp muôn nơi. Hãy kêu tên nhau trên gành dưới bãi, dù mai nơi này người có xa người.
ai sống cách xa cuộc đời. Hãy thương yêu nhau cho rừng xanh lá, hãy yêu nhau đi mặt đất sẽ nở hoa. Trái tim yêu thương làm đẹp thế giới, tình yêu thương nhân loại sẽ chuyển hóa muôn loài. Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu, hãy trao cho nhau hạnh phúc với an vui. Trái tim cho ta suối nguồn sức sống, được yêu cuộc đời và hiến tặng người. Người ơi xin hãy yêu nhau đi, vì ai cũng muốn được sống được yêu mà. Người ơi hãy hiến dâng cho đời, vì không ai sống cách xa cuộc đời. Người ơi hãy hiến dâng cho đời, vì không ai sống cách xa cuộc đời. Dạ con xin kính thưa cả nhà, trong những khóa cơ bản của chương trình Thanh Lọc Thân Tâm, ngoài kiến thức thực hành thì nội dung trong chương trình không thể thiếu những lời ca mang âm hưởng động viên tinh thần qua lời nhắn gửi của tác giả. Đó là chất liệu nuôi dưỡng đúng đắn, những điều giản đơn, chân thực, mộc mạc được tác giả ghi tạc trong từng giai điệu chân như trong sáng, cho chúng ta cảm nhận sự bình dị và sâu sắc. Muốn nhắn gửi đến bà con qua các lời nhạc tỉnh thức, hạt giống thiện lành chính là phương tiện giúp cho chúng ta nuôi dưỡng vun bồi mỗi ngày. Khi cuộc sống bên ngoài có quá nhiều áp lực, căng thẳng thì chúng ta tìm đến những ca khúc mang âm hưởng theo cảm xúc và chất liệu cổ đau. Đây là một trong những lựa chọn khiến cho chúng ta trở nên bế tắc. Vì vậy, các ca khúc lần lượt ra đời của tác giả đem lại cho chúng ta sự thực hành tỉnh thức và làm thay đổi nhận thức trong quá trình chúng ta thưởng thức nghệ thuật sống. Vậy sau đây con xin tiếp tục kính mời cả nhà cùng lắng động và cùng nghe một bản nhạc rất là sâu lắng. Rộng trái tim yêu thương tất cả mọi người, mở rộng trái tim để bao dung mọi loài. Cuộc đời rất mong manh, cõi tạm kiếp nhân sinh, ai ơi hãy nhớ trái tim luôn rộng mở. Rộng trái tim yêu thương sẽ chia thì đời đẹp biết bao, vun đắp say tình người. Giàu có hôm nay, nghèo khó mai sau, nhân sinh ai chẳng sống bao lâu ở đời.
sành phải khổ vì ai, vì ta không biết thương thân nên đời thêm đau. Mở rộng trái tim cho ai nhưng thương cho mình, vì lòng còn con tham sân hận thù thì đời càng heo hon và đời càng khổ đau. Xin ai hãy nhớ sống sao cho trọn kiếp trái tim yêu thương tất cả mọi người, mở rộng trái tim để bao dung mọi loài. Cuộc đời rất mong manh, cõi tạm kiếp nhân sinh, ai ơi hãy nhớ trái tim luôn rộng mở. Rộng trái tim yêu thương sẻ chia thì đời đẹp biết bao, vun đắp xây tình người. Giàu có hôm nay, nghèo khó mai sau, nhân sinh ai chẳng sống bao lâu ở Dạ, và tiếp tục tiếp nối chương trình thì sau đây chúng con xin gửi đến người thầy kính yêu của chúng con một tác phẩm đặc biệt sâu sắc ý nghĩa đến từ thiện nguyện viên và bà con ở khắp năm châu, dành riêng cho người thầy kính yêu đã mang lại sự sống tươi đẹp, bình an, hạnh phúc cho khắp muôn loài chúng sanh. Con mời thầy cùng với tất cả chúng ta sẽ đón chờ một phóng sự rất là sâu sắc ạ. Thank you.
Hãy tựa vầng dương chiếu xóa tan mây mù. Hãy tựa vầng trăng sáng xua đi màn đêm. Hãy tựa dòng suối mát chảy quanh xóm làng. Hãy đến nhân gian này giúp cho muôn người. Thầy là dược sư đến đẩy lùi bệnh tật. Nhiều người nhờ có pháp thanh lọc thần tâm mà thầy sống thêm một lần yêu đương và mỡ máu chẳng chi bận lòng. Dù là bị lưu bút hay bận nan y, dù là sẽ quay về đường hình hài. Thầy tuy bé nhưng tâm bao trùm, lòng tựa đại dương lớn chứa muôn dòng sông. Lời thầy luôn ấm áp thâm sâu cõi lòng. Thầy nhắc con từng lời chỉ cho mọi điều. Thầy là người cha lớn của bao con người. Thầy dạy từ đi đứng uống ăn nghỉ ngơi, hiện tiền trong tĩnh giác giữ tâm quân bình, dõi theo hơi thở, dõi theo cảm thọ. Thầy dạy luôn tình thức biết yêu thương mình. Thầy là một gương sáng cho con làm theo. Lòng từ luôn lan tỏa khắp cho muôn loài, và biết luôn khiêm nhường biết bao dung người. Hàng ngày thầy nhắc nhớ giữ tâm quân bình, và thầy thường ban giải pháp âm từ bi. Còn thầy trời này, thầy giúp cho vạn loài sống vui an hòa. Thầy dạy luôn tinh tấn biết yêu muôn loài, làm việc trong hòa ái quy chân thời gian. Từng còn nắng ấm cũng như có người, thầy truyền thêm sự sống xóa màn vô minh, tìm về nguồn chân lý ở trong mỗi người. Thầy kính yêu vô vàn nói không nên lời. Thầy
kính yêu vô hạn. Nói không nên lời. Dạ, vừa rồi cả nhà mình đã xem một cái bản nhạc rất là sâu sắc, ý nghĩa để dành tặng riêng cho người thầy kính yêu của mình. Và trong những cái hình ảnh vừa qua, cả nhà thấy rằng là nụ cười ở trên môi của thầy, gương mặt của thầy là một cái sự lan tỏa năng lượng tuyệt vời. Vậy thì ngay lúc này đây, con xin phép được kính mời thầy cùng có mặt để chia sẻ đôi lời đến với toàn thể các anh chị em chúng con cùng với bà con thân yêu ạ. Rồi, kính chào hết tất cả bà con cô bác của mình buổi tối. Hôm nay là ngày cuối năm rồi. Thì trước khi chúng ta kết thúc một năm thì chương trình Thanh Lọc Thanh Tâm đã cố gắng có những cái lớp học. Và đặc biệt thì năm nay chúng tôi đã quyết định cách hết một tháng ở nước ngoài để về có mặt đồng hành với bà con mình trong những ngày cuối năm. Thật ra thì trong vòng mấy chục năm nay chúng tôi chưa bao giờ có mặt ở Việt Nam vào cái thời điểm này, ngoại trừ trong cái giai đoạn COVID mà thôi. Nhưng mà có lẽ là nó đến một cái duyên đặc biệt, giai đoạn đặc biệt, thành ra chúng tôi mới cố gắng dành cái thời gian này để cùng có mặt, cùng đồng hành với bà con của mình, cũng như là những cái lời nhắn nhủ sau cùng để chúng ta cố gắng mà nỗ lực tự thân của mình. Thì cốt lõi của chương trình Thanh Lọc Thanh Tâm là giúp cho mỗi người tự trở về để phát huy cái tiềm năng mà vũ trụ đã cài đặt không riêng gì cho con người của chúng ta. Tất cả các loài đều có hết, nhưng chỉ có con người thì có được cái nhận thức sâu sắc hơn, có khả năng tỉnh giác và ứng dụng được cái sự tỉnh thức đó vào trong các cái sinh hoạt của mình, cũng như là chính chúng ta là cái người đang tự hủy diệt chính mình và phá hủy cái căn nhà chung của chúng ta. Do vậy, chương trình Thanh Lọc Thanh Tâm không những nhắc nhở chúng ta là phải biết yêu quý cái châu thân của mình, mà từ cái sự trở về thực tập một cách nghiêm chỉnh đúng đắn thì mình sẽ hiểu hơn cái mối quan hệ mật thiết trong đời sống hàng ngày của mình, từ những cái sinh hoạt rất đơn giản và rất thường xuyên, và thấy rõ cái mối liên hệ mật thiết với môi trường bên ngoài. Và chính mỗi một người, chính mỗi một cái hành động trong sự sống rất đơn giản bình thường của mình, khi được chuyển hóa thì mình mới có thể làm sạch cái môi trường bên trong mình, làm mới cái môi trường bên trong thân và tâm của mình. Và dĩ nhiên hai cái này nó có mối quan hệ rất là mật thiết. Từ cái thô ở bên ngoài phần thân, chúng ta mới có thể thấy được cái phần mình ở trong tâm của mình. Và vì có cái sự chuyển hóa tâm thức, chuyển hóa cách sống, thì lúc đó chúng ta mới thấy được cái sự chuyển hóa trên thân của mình. Và nhờ cái sự chuyển hóa trên thân của mình thì mình lại lần nữa khẳng định hơn, làm mạnh mẽ hơn cái sự chuyển đổi nhận thức của mình. Và từ đó thì chúng ta mới thấy được không có gì tồn tại mãi với thời gian. Sự tồn tại của mình là nhờ hết tất cả những yếu tố mình vay mượn từ bên ngoài thiên nhiên. Và từ đó thì chúng ta phải quyết tâm nỗ lực bảo vệ mình bằng cách bảo vệ cái môi trường và tất cả những cái phương tiện sống xung quanh chúng ta. Thì đó là một cái mối quan hệ rất mật thiết và đòi hỏi chúng ta phải có thể trở về với mình một cách thực sự, chứ không phải cạn kệt, một cách liên tục, chứ không phải là một cách hời hợt, nhảy lõm bõm. Đó là lý do tại sao mà tất cả những cái gì của chương trình Thanh Lọc Thanh Tâm là đều nhắm vào cái mục tiêu của con người, của chính mỗi người trước hết. Và nếu như mình nói bên ngoài môi trường nó ô nhiễm, mình nói là thiên tai bão lụt, mình nói hết tất cả những cái biến động bên ngoài, nhưng mình không nhìn được vào ngay trong chính thân và tâm của mình, thì mình không bao giờ chuyển hóa được hết. Và ngay cả sau khi mà chúng tôi
quyết định về Việt Nam, thì cái chương trình ở chùa Hoằng Pháp sau là chúng tôi có một cái công việc quan trọng, nhưng mà rốt cuộc là chúng tôi bị thay đổi công việc liên tục từ khi mà rời khỏi chùa Hoằng Pháp. Hôm 27 Tết là chúng tôi đi liên tục hết tỉnh này qua tỉnh kia, hết tất cả mọi việc, mà thậm chí đến tối khuya hôm qua, tối khuya hôm qua cũng có một sư cô từ ở Dầu Dây liên hệ qua nửa đêm. Thì trước khi mà nhận được cái tin của sư cô này là một học viên ở ngoài Vũng Tàu đã tham dự rất nhiều khóa và chuyển hóa những cái căn bệnh rất là dài lâu, và nó ra những cái sản phẩm phải nói là cực kỳ hiếm hoi, không có ai có hết, mà cứ liên tục thực tập, thì càng thực tập thì nó càng giải ra hết tất cả những cái gọi là gì, bùa thư ếm. Nhưng mà nó chỉ là những cái sản phẩm bình thường, chẳng hạn như tóc, như kim, hay là những cái dây nhằn, dây nhợ gì thôi. Nhưng mà cái sư cô tối hôm qua thì cái cô Phật tử này ngoài Vũng Tàu gửi cho chúng tôi là ba viên đá chứ không phải là đơn giản. Thì như vậy là quý vị thấy rằng, để chúng tôi cho quý vị xem một tí xíu để chúng ta thấy cái thì quý vị thấy ở đây trên màn hình của mình là những cục đá mà viết chữ bùa trên này. Ở đây là người tu sĩ cũng bị hầm hạ bao nhiêu năm trời rồi. Thành ra cái việc mà thực tập của chúng ta nó không phải chuyển hóa những cái phần cợt cợt bên ngoài đâu. Ngay cả trong cái khóa Minh Sát Tuệ ở chùa Hoằng Pháp thì quý vị thấy một học viên gốc là người Kitô giáo từ Mỹ về đó, có thể đi ngược lại 30 mấy 40 năm trong cái ký ức của mình. Thì thật ra nếu chúng ta thực tập nghiêm chỉnh thì chúng ta cứ làm sạch dần từ cái phần thân của mình cho đến phần tâm, từ những cái mà mình đưa vào cũng như những cái mà mình bị người ta cài đặt vào, người ta phá hủy chính mình. Và ngày nay thì cái điều này nó quá nhiều. Ngày nay chúng ta sử dụng bùa chú thần linh, chúng ta nương tựa vào các cái thế giới vô hình quá nhiều. Và khi mà cái thế giới vô hình này nó vẫn còn nằm trong cái vòng sanh tử luân hồi, khi mà mình không làm theo ý người ta thì tất nhiên là người ta sẽ tìm cách người ta hủy diệt mình. Và quý vị thấy đó, thành ra trở lại cái việc thực tập rất là cơ bản của chương trình Thanh Lọc Thanh Tâm là nhắc chúng ta là phải làm sao tỉnh thức, ý thức được cái tầm quan trọng trong cái đời sống của mình, và thực tập nghiêm chỉnh, không phải chỉ trong cái thời gian mình thực tập 1 tuần 2 tuần, mà trong cái đời sống hàng ngày của mình. Người nào có thực sự trân quý cái thân mạng này một cách đúng đắn, chỉ có khi mình trở về, và khi những ai mà đã có cái phước duyên để mà tiếp cận này với cái phương pháp này, thì thực chất cái phương pháp này nó chẳng có cái gì mới, nó chẳng có cái gì cao siêu cả. Nó chỉ là sự kết nối lại những cái gì cơ bản nhất, những cái luật tự nhiên vũ trụ cơ bản nhất ứng dụng vào trong đời sống của mình. Và ngay cả các bậc giác ngộ cũng thì hiện cũng chỉ chúng ta có nhiêu đó thôi. Bởi vì nó quá bình thường, nó quá đơn giản, thành ra có khi chúng ta coi thường. Và đây cũng là lý do tại sao Đức Phật Gautama sau khi thành đạo xong thì Ngài muốn nhập Niết Bàn. Ngài nói cái chuyện nó quá bình thường đơn giản, và chúng sanh nó có đi tìm những cái gì cao siêu xa vời, nhưng mà nó đi tìm lên chư thiên, nó đi tìm lên thần linh, mà chư thiên Bồ Tát thì lại học cái pháp này thấy nó quá tuyệt vời, nhưng mà không thể làm được cái gì khác hơn cho mình. Tại vì Đức Phật không thể giúp được mình thì làm sao chư thiên Bồ Tát mới có thể giúp được mình. Thành ra cuối cùng chư thiên mới phải năn nỉ Ngài ở lại, nhưng mà chư thiên không thể thỉnh Phật trụ thế là... Tại vì Đức Phật thì hiện về đây mang cái thân tứ đại con người, thì chúng sanh là con người phải thỉnh Phật trụ thế. Thành ra mới ráo riết trong vòng 7 tuần lễ tìm cách làm sao để trao truyền cái thông điệp đó đến, để cho con người nhận được. Thì chúng ta thấy rằng mình có cái phương tiện này không dễ giàu gì đâu. Thì tí xíu nữa quý vị sẽ nghe được chia sẻ một cái bài
hạt bội nhiệm màu. Và cái bài này đối với các anh chị em trong lớp Minh Sách Tuệ vừa rồi thì cũng được nghe. Và cái điều này để chúng tôi nhắc rằng đừng có nghĩ rằng mình có được cái thân mạng này là dễ dàng, và đừng tưởng rằng mình có cái thân mạng này là mãi mãi. Chưa chắc là cái khi mình mất cái thân người này là kiếp sau mình sẽ có được cái thân người. Có khi một cái thân thú vật, động vật, chưa chắc có nữa. Thì phải làm thân gì? Phải làm cái thân vô hình, thần linh gán vào cây cỏ đất đá. Mà bây giờ cây cỏ đất đá, núi đồi sông biển mình đều phá hủy hết, mình đều làm nó ô nhiễm hết. Vậy thì khi mình gán vào có cái chỗ để mình nương tựa hay không? Chứ đừng nghĩ rằng mình sẽ có được cái thân người dễ dàng này và liên tục đâu. Vậy thành ra trở lại là cái chương trình thanh lọc thân tâm này nó nhắc cho chúng ta mỗi một người phải trân quý cái thân mạng của mình và cái thời gian của mình. Và hơn lúc nào hết, qua cái dịch COVID thì chúng ta thấy rằng rất là nhiều người địa vị cao, tiền bạc nhiều, nhưng mà cuối cùng vung tiền ra cửa để mà tìm lại cái mạng sống của mình không có. Và không phải những người già, những người có bệnh nền, bệnh nan y mới dễ đi. Quý vị thấy nha nhãn, trong cái giai đoạn dịch, có những người là cán bộ y tế, là bác sĩ, dược sĩ, chích ngừa xong một cái là đi êm đềm. Và từ đó đến nay thì có những người rất trẻ, rất bình thường, ra đi không một lời kịp để mà tranh rối lại với người thương. Quá nhiều, càng ngày càng rất nhiều. Thì như vậy, nếu mà chúng ta không tỉnh giác để trân quý cái thân mạng này, cái thời gian này, mình cứ để nó luống uổng, hay là mình cứ để những cái vọng tưởng lao sao lăng sang những cái mơ ước hão huyền ở bên ngoài, thì chúng ta mất đi cái thân mạng này nhanh chóng lắm, mà chúng ta cũng lại lang thang mãi. Cho dù mình có tu tập được theo cái kiểu mà đạt được cái định, giống như trong khóa Minh Sát Tuệ là chúng ta nói đó, tức là mình có mượn tạm những cái phương tiện mà mình tu miên mật để đạt được cái định tối thượng. Đi đâu? Đi vào cảnh giới trời, sống vài trăm ngàn năm rồi cuối cùng hết phước rớt xuống mà đau hơn. Và cái điều đó cũng đã được thể hiện rõ ràng ngay khi Thái tử thị hiện vào cõi ta bà này rồi. Vậy thì chỉ sai một ly thôi, chỉ khác cái đối tượng để mình quán niệm, để mình tập trung cái tư tưởng của mình thôi, là nó đi xa lắc xa lơ rồi. Chứ đừng nói là mình có làm được cái sự tập trung tư tưởng của mình hay không nữa. Thành ra trở lại là năm hết rồi, thời gian đã qua thì mình không nắm nó lại được, vì thời gian sắp tới. Và trong cái khoảng thời gian này cũng đã được nhắc nhở đối với anh chị em trong cái khóa thiền Minh Sát Tuệ vừa rồi chùa Hằng Pháp. Đây là cái khoảng thời gian mà con người chúng ta nói chung và người Việt Nam nói riêng là đang tạo cái ác nghiệp nhiều nhất. Vậy thì mình phải rất là cẩn thận trong những ngày sắp tới. Và mình chỉ lơ đễnh một tí xíu thôi là mình có thể đụng phải thức ăn, thức uống nhiễm độc. Mình lơ là một tí xíu thôi là mình bị mất cái từ trường với năng lượng này ngay lập tức, một cách trực tiếp khi mình tiếp xúc với cái đối tượng có năng lượng không lành, một cách gián tiếp vô hình mà mình không tỉnh giác để bảo vệ cái nguồn năng lượng của mình, thì mình sẽ bị người ta đánh cắp liền ngay lập tức. Không đơn giản. Và cái điều này thì chúng tôi cũng đã nói cho quý vị rồi, là những cái người thực tập, những người thiện nguyện viên rất là nồng cốt của chúng tôi, chứ không phải là cái người bình thường đâu. Thành ra chúng ta có rất nhiều cách để mình bị thất thoát năng lượng của mình, và mình bị nhiễm những cái năng lượng từ trường rất là độc. Và đây là cái thời điểm cao nhất trong năm. Vậy thì chúng ta phải cẩn thận đón năm mới như thế nào, để rồi mình bảo tồn được cái năng lượng tích cực, bảo tồn được cái năng lượng thiện lành đầu của một năm. Thì như vậy hy vọng là những ngày còn lại trong năm thì mình mới có thể theo cái xu hướng đó, theo cái từ trường cái rung động đó, để mình có được những ngày sắp tới trong năm của mình được bình an ổn định. Và nếu không, đầu năm mà mình bị mất đi cái năng lượng tích cực tốt đẹp, mà mình bị nhiễm những cái từ trường xấu, thì coi như là một cái sự khởi đầu không tốt đẹp gì hết. Vậy thì chúng ta hãy cố gắng tỉnh giác tối đa, cẩn thận trong từng khoảnh khắc một, trong từng hành động một, trong từng ý niệm một, ít nhất cũng phải qua được cái rằm tháng giêng.
hai tuần lễ, thì lúc đó mình mới hy vọng là mình còn giữ được cái nguồn năng lượng của mình để mà mình duy trì cái sự sống của mình trong những ngày sắp tới của năm. À, rồi thì không để mất thời gian của đại chúng, thì thật ra cái nhắc nhở của chúng tôi nhiều quá, nghe nó nhàm, nghe nó chán. À, thành ra mỗi người biết yêu mình thì phải trở về với mình và cố gắng duy trì cái sự thực tập, cũng như tất cả những cái bài vở căn bản chúng tôi đã chia sẻ cho cộng đồng, tất cả những cái trải nghiệm của bà con đã thực nghiệm thực chứng được rồi cũng đã được chia sẻ ở trên nhóm rồi, tất cả những cái thảo luận, tất cả những cái cần thiết để giúp cho chúng ta duy trì sự thực tập cũng đã có trên cái trang sống chánh niệm, cả YouTube và cả website. Thì chúng ta cố gắng, ông bà chúng ta nói rồi, văn ôn võ luyện, cái gì cũng phải thường xuyên liên tục. Còn nếu mà mình làm một ngày cho nó ngon lành dữ dằn rồi sau đó mình buông nó ra thì cũng có lời đạt gì hết. Thật ra chúng ta phải cố gắng biết yêu thương mình, trân quý sự sống của mình và trân quý cái cơ hội này. Rồi, cảm ơn cả nhà và chúc cả nhà một buổi tối tỉnh giác, bình an, hạnh phúc. Dạ, con xin thay mặt cho tất cả các anh chị em thiện nguyện viên cùng toàn thể bà con đang có hiện diện trên Zoom ghi và nhớ những lời chia sẻ và lời nhắc nhở của thầy kịp thời để mà chúng ta tiếp tục có cái sự thực hành duy trì trong sự tỉnh thức và chánh niệm. Không có lời nói nào có thể diễn tả được cái sự biết ơn. Cho dù rằng là chúng con đã có rất là nhiều cơ hội để đồng hành với chính mình và đồng hành với bà con, nhưng mà đâu đó trong những cái khoảng thời gian chúng con cũng chưa có thể nào mà được nói rằng là cái sự trọn vẹn như mà những cái tâm nguyện mà thầy đã mang đến kiến thức cũng như lời dạy rất là thâm thúy và sâu sắc. Vậy thì đây cũng là cái dịp cuối năm thì con cũng sẽ xin gửi lời thay mặt cho tất cả các anh chị em và bà con trong một năm mà mình chưa hoàn tất được những cái công việc thực hành của mình, và đặc biệt là soi chiếu lại tất cả những cái tâm ý từ lời nói, suy nghĩ, hành động, thì con sẽ xin thay mặt để gửi lời xin lỗi, tả lỗi đến, vì con biết rằng là chúng con cho dù có thể cố gắng hay là làm tốt những công việc nhưng đó chỉ là một phần nho nhỏ thôi. Lúc nào thầy cũng mong muốn rằng là chúng con hãy thực hành cho chính mình, từ đó thì chúng con mới có thể đem lại được một chút năng lượng đồng hành cùng với chương trình, đồng hành với cộng đồng. Và trước khi mà để tiếp nối với chương trình thì vừa qua thầy đã có nhắc đến một cái bài hát, vì sau đây thì con sẽ xin mời thầy cùng với cả nhà mình sẽ lắng lòng nghe bài hát Hạt Bụi Nhiệm Màu mà thầy vừa chia sẻ trong cái phần nhắn nhủ vừa rồi ạ. Trái hạt ôi trái hạt tuyệt vời lại dưỡng nuôi cuộc sống muôn sinh, hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi để từng giây thân về lại cát bụi, ôi cát bụi cuộc đời khác biệt gì để mãi hơn thua. Bao năm qua làm kiếp con người hoặc một ngày chẳng khác bao nhiêu, đến lúc chia tay cuộc đời ta mang theo được cái gì nào, hạt bụi nào hóa kiếp hơn chim rồi nhờ chim mang hạt về khắp chỗ tuyệt vời đã cứu mang.
sự sống muôn nơi, được làm người khác với chim cây, vì làm cây không là loài giết hại. Cây đứng vững giữa rừng với đồng loại hỗ trợ cho nhau. Bao vinh hoa rồi cũng xa lìa, rồi một ngày hoa kiếp thân chìm. Hoa kiếp cây thông giữa rừng, hay thân ta về kiếp vui. Sống động xin chớ bạo bụi bặm, và rừng cây là chúng vô tâm, và mọi loài thích sống an yên, vậy tại sao mà lại làm giết hại. Xin sống cùng vạn loài với thực lòng thấu hiểu yêu thương. Sinh ra rồi cũng qua đời, vậy thì mình hãy sống bao dung. Tất cả anh em một nhà, nên đi đâu cũng có ruột già. Hạt bụi nào hoa kiếp muôn sinh, để một mai muôn loài về cát. Nhiệm màu sống hòa mình tỏa khắp muôn nơi, được làm người khó lắm ai ơi. Hỡi bạn ơi, xin làm người sống đẹp, nên sống thật thiện lành, sống hòa mình với cả muôn sinh. Bao năm qua làm kiếp con người, hoặc một ngày chẳng khác bao nhiêu, đến lúc chia tay cuộc đời, ta mang theo được cái gì nào. Bao vinh hoa rồi cũng xa lìa, rồi một ngày hóa kiếp thân chìm. Hóa kiếp cây thông giữa rừng, hay thân ta về kiếp vui mơ. Ai sinh ra rồi cũng qua đời, vậy thì mình hãy sống bao dung. Tất cả anh em một nhà, nên đi đâu cũng có ruột già. Màu sống hòa bình tỏa khắp muôn nơi, nên sống thật thiện lành, sống hòa bình. Với cả lời bài hát rất là sâu lắng, mộc mạc, bình dị, nhưng đã đưa cho chúng ta nhìn thấy được cái sự thật, phải không cả nhà? Như những gì mà thầy đã chia sẻ cho chúng ta qua một cái bài pháp ngắn. Vậy thì thưa với cả nhà mình trên mọi miền tổ quốc, cũng như ở khắp Nam Châu, trong hành trình cộng đồng thanh lọc thân tâm theo dấu chân của thầy và thiện nguyện viên chúng con, một năm đã đồng hành với sự thực hành của chính mình và với bà con. Vậy thì sau đây con xin mời thầy cũng như cả nhà mình, chúng ta sẽ tiếp tục xem một phóng sự tổng kết, cũng là khoảng thời gian mà chúng con cũng có cái cơ hội để báo cáo trong một năm qua chúng ta đã làm được những công việc gì.
lũ thì phải quen ta. Họ như đây là quét về thầy thích tinh hạnh chứ. Ừ, sao em biết hay vậy? À, vậy giờ do ba mẹ em đang học khóa thanh lọc trung tâm của thầy đó. Ba mẹ chị có học không ta? Có, trời ơi, ba mẹ em học mấy khóa, trời ơi, gia đình chị nha học 5 khóa. Mà bây giờ ba mẹ chị không sống cái này, toàn ăn rau củ, khỏe nhà khỏe lắm. Ừ. Ba mẹ em có ăn chay hay gì không? Ừ, dạ có, ba mẹ em ăn nhiều lắm. Trời ơi, mà giờ ai ăn vô, ai học về thầy á, ăn rất là nhiều rau củ quả và cũng khỏe cho bản thân mình nữa. Ừ, vậy thì em cũng tò mò về cái này lắm á. Ba mẹ chị nói á, thầy từ bi như là Bồ Tát vậy đó. Những ngày cuối năm luôn mang đến nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, là dịp để chúng ta nhìn lại chặng đường đã qua trong suốt một năm, giúp chúng ta nhận ra những bài học kinh nghiệm quý báu trong công việc và cuộc sống. Đồng thời, cũng chung vui với lợi lạc của học viên, thiện nguyện viên, ban tổ chức trong quá trình chuyển hóa thân tâm khi thực hành phương pháp hướng dẫn chăm sóc sức khỏe chủ động không dùng thuốc, chia sẻ kinh nghiệm sống khỏe thuận tự nhiên mà thầy Thích Tâm Thành đã trao truyền. Hơn 15 năm qua, dấu chân thầy đã được in lên khắp các châu lục cùng 500 khóa thanh lọc với hơn 100.000 học viên đã tham dự và thực hành. Riêng trong năm 2023, Thanh Lọc Thân Tâm đã tổ chức 42 khóa cơ bản tập trung, 7 khóa online, 4 khóa chuyên sâu 2, 3 khóa minh, sát, tuệ và hơn 10.000 học viên đã tham gia thanh lọc, chuyển hóa tốt. Hầu hết bà con đều yêu phương pháp thanh lọc thân tâm của thầy với lòng trân quý và biết ơn. Họ đã nhận rất nhiều lợi lạc khi thanh lọc, đặc biệt là sự tỉnh giác, duy trì thực hành với những thói quen tốt, biết chia sẻ, lan tỏa phương pháp thanh lọc thân tâm đến với người thân và cộng đồng. 2023 cũng là năm đánh dấu 10 năm thầy kính yêu trở về Việt Nam, dành nhiều thời gian và tâm huyết cho bà con đất Việt với tình yêu thương rộng lớn, trọn vẹn. Lời nhắn gửi của thầy sau 60 ngày thanh lọc thân tâm tại thánh địa Ấn Độ xin gửi đến anh chị em thiện nguyện viên, tất cả quý học viên cùng thân bằng quyến thuộc và muôn loài chúng sinh nguồn năng lượng sung mãn thanh tịnh này. Chúng con vô cùng biết ơn thầy bậc giác ngộ và y khoa giúp chúng con luôn sống chánh niệm và tỉnh giác trong lao động phụng sự từng phút giây bây giờ và ở đây trong kiếp sống này. Trước thềm năm mới, chúng con xin được gửi lời kính chúc thầy cũng như bà con luôn mạnh khỏe, an vui, hòa hợp, hạnh phúc. Nhiều người nhờ có pháp thanh lọc thân tâm mà thầy và mỡ máu chẳng chi bận lòng dù là bị lưu bút hay bận nan y dù là giai đoạn cuối của bệnh hiểm nghèo mà quyết tâm thực tập sẽ quay về lòng tựa đại dương lớn chứa muôn dòng sông lời thầy luôn ấm áp thấm sâu.
Dạ con xin chào thầy và xin chào tất cả mọi người. Con là Thiện Nhân, năm nay thì con đã phụng sự được 14 lần các khóa vừa cơ bản vừa chuyên sâu. Thì con rất biết ơn thầy và ban điều hành đã tạo cho chúng con cái môi trường được làm thiện pháp và cũng để phục vụ bà con gần xa. Dạ con xin chúc là khóa Thanh Lọc Thân Tâm được phát triển đến mọi nơi và mọi vùng được lan tỏa được nhiều bà con hơn nữa. Dạ con xin cảm ơn. Con chào thầy. Thưa thầy, nhân dịp Tết đến xuân về, thay mặt tất cả các anh chị em, những người thân quen của con đã được lợi lạc từ khóa Thanh Lọc Thân Tâm do thầy chỉ dạy, xin gửi đến thầy lời chúc mừng năm mới. Chúng con xin kính chúc thầy sức khỏe dồi dào, thân tâm thường là đạo pháp tăng trưởng, và thầy tiếp tục dìu dắt chúng con trên con đường thanh lọc thân tâm mình để mỗi người đều có cuộc sống khỏe mạnh, vui vẻ, gia đình được hạnh phúc, xã hội được phồn vinh. Chúng con xin chúc mừng năm mới thầy. Con kính chào thầy cùng với ban điều hành, các anh chị em thiện nguyện viên và toàn thể học viên. Năm hết Tết đến, con xin được gửi lời tri ân sâu sắc đến thầy và tất cả mọi người đã cho con có cơ hội được học hỏi và thực tập pháp Thanh Lọc, cũng như là cơ hội được đồng hành phụng sự trong các cái chương trình vừa qua. Năm mới thì con cũng xin chúc cho mọi người sẽ duy trì sự tỉnh giác, áp dụng tất cả những kiến thức, những kinh nghiệm, những giá trị mà mình đã nhận được của khóa Thanh Lọc mang vào trong đời sống, để từ đó có một cái năm mới thân khỏe, tâm an và trí sáng. Xin chúc mừng năm mới tất cả mọi người. Con tên là Mạnh. Con được thầy đặt cho pháp danh là Quả Tâm Sơn. Với cái tên là thầy đã biết là quả thì bao la rất lớn. Trong bao la này cũng xuân luôn luôn tươi mới. Thì con cũng khi mà biết những phương pháp của thầy tìm hiểu và tham gia được hỏi, thì cũng có những chuyển hóa về phần thân, sức khỏe tốt hơn. Về thân thì qua thời gian tập luyện các cái bài tập thầy hướng dẫn là cũng có những chuyển hóa sức khỏe. Về phần tâm thì con cũng có khả năng ngồi bình yên nhiều hơn, tâm quân bình hơn, và khi được tham gia đội ngũ sinh viên thì cũng được học hỏi từ thầy và tất cả anh chị em sinh viên, và cũng có cơ hội để mà học thêm và ôn lại những kiến thức của thầy dạy để áp dụng trong đời sống. Cuối thì con xin chúc thầy và tất cả mọi người năm mới nhiều sức khỏe, niềm vui, thân khỏe, tâm an, trí sáng. Con xin kính chào thầy, con xin kính chào quý ban tổ chức công ty Thanh Ngọc Thân Tâm cùng toàn thể anh chị em phụng sự viên. Tên đầy đủ của con là Nguyễn Lệ Tú, năm nay 53 tuổi, con đến từ thành phố Hải Dương. Rất may cho bản thân con là có cơ hội được biết đến Thanh Ngọc Thân Tâm để chuyển hóa và thay đổi cái sức khỏe của mình từ một con người có rất nhiều bệnh tật như là huyết áp cao. Khi đến với Thanh Ngọc Thân Tâm là 196, và với cái bệnh thoái hóa cột sống 5 đốt là 1-5. Khi đến với Thanh Ngọc Thân Tâm thì bản thân con còn chưa biết đến ngồi bình yên là gì và cũng không thực hiện được chọn thời khóa. Nhưng sau đó thì từ tháng 7 năm 2023 đến nay là con đã phát tâm đi phụng sự và tất cả các khóa có mặt thì con đã có thêm được nhiều cái cơ hội để tu tập cho mình và thực hành những cái pháp của thầy. Pháp của con cũng là 119 trên 80 thôi, có nghĩa là hoàn toàn trở lại bình thường, và suốt 7 tháng qua con đã không sử dụng thuốc. Ngày hôm nay thì cái tâm của con đã trở về một cái trạng thái hoàn toàn là bình an, rất chi là an lạc, và con không còn phải phiền muộn trong bất cứ một cái trường hợp nào. Với phương pháp Thanh Ngọc Thân Tâm đã đưa lại rất nhiều lợi lạc cho bà con cũng như bản thân con, và cũng biết ơn thầy và cảm ơn tất cả. Trong những giây phút thiêng liêng cùng với đất trời và vạn vật chào đón năm mới, con hay có thói quen nhìn lại chặng đường đã qua, xem những gì mình đã làm được và những gì còn phải tiếp tục nữa, thì con chợt thấy có hình ảnh thầy trong đó. Con rất biết ơn nhân duyên được biết đến phương pháp Thanh Lọc Thân Tâm của thầy, để từ đó bảo vệ sức khỏe cho bản thân mình, giúp đỡ những người thân xung quanh và lan tỏa đến cộng đồng. Con mong thầy có thật nhiều sức khỏe,
để thực hiện sứ mệnh cao cả của mình với cuộc đời. Và trong nhịp năm mới thì con cũng xin kính chúc thầy và ban tổ chức của chương trình Thanh Lọc Thân Tâm ngày một thành công hơn nữa. Chúc thầy có một đội ngũ thật là ưng ý, tận tụy và hòa hợp để mang lại giá trị sức khỏe đến cho mọi người khắp nơi. Con xin biết ơn thầy thật nhiều ạ. Chúc mừng năm mới Giáp Thìn. Và chỉ còn hơn 70 tiếng nữa là chúng ta chào năm cũ để bắt đầu năm mới rồi. Và đây là khoảng thời gian mà chúng ta ngồi nhìn lại xem năm qua chúng ta đã làm được những gì, làm những gì được cho ba mẹ, cho những người thân yêu xung quanh mình và đặc biệt là cho bản thân mình. Với những chia sẻ vừa qua thì cả nhà thấy đó, từ thiện nguyện viên cho tới học viên, ai ai cũng đều nhận được những lời lạc từ phương pháp Thanh Lọc Thân Tâm cho thầy Thích Tâm Thành hướng dẫn và tự lấy lòng con. Con rất là biết ơn và tri ân thầy đã giúp cho con cùng mọi người có được một phương pháp để tự chăm sóc bản thân mình từ thân cho tới tâm, và chúng con có điều kiện để cùng sự bà con để mà mình rèn giũa mình trên con đường tu tập. Và năm mới đã đến rồi, con kính chúc thầy pháp thể thanh an, tuệ năng thường chiến để dẫn dắt chúng tâm về con đường sáng, và con xin chúc cho cả nhà có một năm mới thật là như ý và luôn an lạc trong chánh pháp ạ. Chúc mừng năm mới. Dạ, vừa rồi là một phóng sự tổng kết hết tất cả những cái dấu chân mà thầy đã đi qua cùng với một năm của cộng đồng Thanh Lọc Thân Tâm. Thì cả nhà mình đã thấy được rằng là những cái đóng góp đến từ tất cả các anh chị em trong ban tổ chức thiện nguyện viên, và đặc biệt là sự hiện diện có mặt của tất cả bà con trên mọi miền tổ quốc cũng như là đối với các cái quốc gia khác. Vậy thì để bày tỏ được cái sự tri ân, gửi lời chúc đến thầy, thì con sẽ xin mời đại diện hai thành viên cho quý vị, cho quý vị học viên, chúng ta sẽ gửi lời tri ân 3 phút thôi được không cả nhà? Mình sẽ dành thời lượng vì mình không có quá nhiều. Vậy thì con mong rằng là những cái cánh tay mạnh dạn, một người thì sẽ đại diện cho Việt Nam và một người sẽ đại diện cho một quốc độ khác. Vậy thì con không biết là trong phòng chung của mình có quý vị nào có thể đại diện để gửi lời tri ân, biết ơn để chúc thầy một năm mới qua màn hình ảnh nhỏ, được không ạ? Quý vị mạnh dạn đi ạ, vì chúng ta không có nhiều thời gian, nên con chỉ ưu tiên cho hai quý vị giơ tay trước thôi. Và chúng ta sẽ có 3 phút để chúng ta gửi lời tri ân đến thầy. Nào, con mời cả nhà mình. Con thấy rằng là khi mà chúng ta... Dạ rồi, con xin mời bác Thục Nguyễn. Dạ. Dạ. Con xin kính chào thầy kính yêu ạ. Xin cảm ơn băng tâm đã cho cô được nói lời cảm ơn đến thầy ạ. Dạ. Con là học viên của khóa Thanh Lọc Thanh Tâm đã mấy năm nay rồi, 2 năm nay rồi con đã thực hiện theo cái chương trình của thầy. Đầu tiên con đã chuyên sâu của thầy, cùng biết vô cùng cảm ơn thầy. Con từ một người mang bệnh hiểm nghèo đã di căn sang rất là nhiều nơi ở trong cơ thể, nhưng vì biết đến chương trình khóa Thanh Lọc của thầy mà con đã chuyển hóa được thân tâm, và cho đến ngày hôm nay thì sức khỏe con đã hoàn toàn bình thường. Con cảm thấy cuộc sống của con rất là an lạc, và mọi bệnh tật thì con cũng đã được đẩy lùi. Thầy như là một người cha đã sinh ra con lần thứ hai. Con vô cùng cảm ơn thầy và đội phụng sự đã không quản thời gian tận tụy và đã giúp được rất là nhiều người. Nhân dịp năm mới, con xin
Kính chúc thầy và ban phụng sự có một sức khỏe thật khỏe và tràn đầy năng lượng, cũng như là có một tình yêu thương để đi giúp đỡ được nhiều người cũng có bệnh như con, và cũng được nhiều người ở trên thế gian này thì biết được cái chương trình và khóa thanh lọc của thầy để chuyển hóa được thân tâm và có được một cuộc sống an lạc và thực sự hạnh phúc ạ. Con xin vô cùng biết ơn thầy và ban phụng sự ạ. Dạ, con xin hết ạ. Dạ, con xin tiếp lời là rất là biết ơn lời chia sẻ và tri ân của cô Thục Nguyễn đã nói lên được cái tấm lòng qua cái sự thực hành của mình. Và con cũng xin thưa với cô rằng là để lan tỏa được cái điều này thì chính mỗi con người chúng ta, mỗi học viên chúng ta cần phải làm chuẩn chỉnh để làm sao mà mình có được những cái kiến thức trung thực, và từ đó thì mình mới lan tỏa được cái phương pháp này một cách trung thực. Và thì con chúc mừng những cái chuyển hóa của cô và mong rằng là năm mới cô sẽ tiếp tục duy trì và tiếp tục sẽ có cái cơ hội làm sao mà đẩy lùi hoàn toàn sạch sẽ và sống những cái ngày tháng thật sự là bình an, khỏe mạnh và hạnh phúc. Và con biết ơn cô rất nhiều. Dạ, vậy thì còn một cái cánh tay nữa nha, ở một quốc độ khác. Cả nhà mình mạnh dạn lên ạ. Trong phòng Zoom ai đang ở đất nước nào, hoặc là một thành viên nào mà từ một quốc độ khác về Việt Nam, thì quý vị cũng có thể chia sẻ. Dạ có không ạ? Rồi nếu như mà quý vị không chia sẻ thì con sẽ xin mời một quý vị học viên nữa cũng ở quốc độ Việt Nam mình, cũng có thể mạnh dạn chia sẻ thay lời muốn nói cho hết tất cả các bà con quý gần xa trên mọi miền Tổ quốc ạ. Bình thường con thấy cả nhà mình chúng ta mong muốn được gặp thầy và nói nhiều lắm mà sao hôm nay thì cả nhà mình lại e thẹn ạ? Còn không ạ? Rồi nếu như mà cả nhà mình không mạnh dạn giơ tay thì em sẽ xin phép mời chị Hoàng Anh được không ạ? Chị Hoàng Anh ơi, không biết rằng là chị có thể gửi gắm đôi lời thay lời muốn nói cho tất cả chúng em được không? Chị Hoàng Anh ơi. Rồi cũng rồi con xin mời cô Lê Kiều hay là bác Lê Kiều hay chị Lê Kiều đây ạ. Rồi mở camera lên để cho chúng con được biết. Em chào chị. Cô chào thầy và chào chị Ban Tâm và bà con cô bác trong Zoom buổi tối 30 Tết ngày hôm nay. Lời đầu tiên em xin được giới thiệu là con là Lê Thị Kiều, là học viên khóa Thanh Lọc Thanh Tâm đợt vừa rồi ạ, khóa online. Em năm nay là con năm nay là 34 tuổi ạ, và hiện tại đang sống ở Bình Định ạ. Lời đầu tiên con xin gửi lời chúc Tết đến thầy, chúc cho thầy năm mới thật nhiều sức khỏe, đỡ mang khó thanh lọc thanh tâm này đến cho nhiều người hơn nữa, để giúp cho nhiều người khỏe mạnh hơn và lan tỏa cái khóa học này đến được nhiều người. Và con là một trong những người mà được giới thiệu gần đây nhất và tham gia khóa thanh lọc gần nhất, và đã hiện giờ thì con vẫn đang trong 31 ngày thanh lọc ạ. Và sau khi học qua khóa thanh lọc thì con có một cái ước mong là qua Tết là con sẽ vào ở gần nơi nơi công ty mình hoạt động để con có thể làm thiện nguyện viên được không ạ? Đó là lời con muốn gửi đến cái phát tâm của con trong ngày hôm nay, vừa chúc thầy năm mới và chúc tất cả anh chị em và bà con trong Zoom một năm mới đạt nhiều, có nhiều sức khỏe. Và con muốn phát là qua năm
là hãy chào đón con vào đó để tham gia nhiều khóa học hơn nữa, để thực sự hôm nay là rất là hồi hộp nhưng mà không thấy không. Dạ vâng, em rất là biết ơn lời chia sẻ xúc động, bởi vì là không có lời nói nào mà có thể diễn tả được với cái sự tri ân và biết ơn đến người thầy. Cũng rất là nhiều quý vị học viên đã từng chia sẻ rằng là được sống thêm một lần nữa qua cái phương pháp này. Vậy thì con xin thưa với cả nhà mình rằng là gần 40 năm trong quá trình thầy đã học tập, rèn luyện, thực hành và tổng hợp cho chúng ta tất cả những nguyên tắc, nguyên lý, các cái kiến thức mà thầy đã có thể góp nhặt được qua cái sự hiểu biết và thực hành của mình, đã mang lại cho chúng ta có một cái nền tảng và một cái khóa học phải gọi là, con phải dùng cái từ là cực kỳ là hoàn hảo, chỉ là cách chúng ta thực hành chưa hoàn hảo thôi. Thì quý vị thấy rằng là đôi khi chúng ta còn có sự mặc cả trong 4 ngày hoặc 5 ngày thực hành, nên trong mỗi đầu khóa chúng con đều có sự truyền thông rõ ràng với quý vị rằng là để mà quý vị có thể mặc cả được những cái khung thời gian như vậy thì có nghĩa là chúng ta chưa chưa biết ơn và chưa trân quý. Thì con chỉ mong rằng là sau những cái sự tiếp nối như thế này, quý vị làm sao mà chúng ta dần trọn vẹn, cũng như là qua cái cách thực hành của mình lan tỏa đến người thân yêu của chúng ta cũng một cách trọn vẹn. Có như vậy thì khi mà người ta tiếp cận đến cái phương pháp này thì người ta mới thấy được rằng là cái sự chân thật cũng như là một cái phương pháp mà giúp cho chúng ta thay đổi tất cả mọi diện mạo và đặc biệt là cái tâm của chúng ta. Và đến giờ phút này thì con cũng không muốn rằng là tốn quá nhiều thêm thời gian của cả nhà mình. Vậy thì trước khi kết thúc chương trình thì con mời thầy cùng với cả nhà mình chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe một bản nhạc rất là sâu sắc, rất là ý nghĩa. Cả nhà mình hãy lắng lòng và nghe trong một cái sự tỉnh thức cả nhà nha. Bạn thân ơi, số kiếp nhân sinh chỉ là cõi tạm trầm luân. Dù tôi và anh ai ngu đần hay trí thức, thì hơi thở xa lìa về với cát bụi mờ thì cũng đều không hơn kém. Là dòng sông trôi mãi lênh đênh xa, cuối cùng về chung dương. Vậy ngày hôm nay ta nên làm chi cho tốt, không nên cứ hẹn hoài, chẳng lan tỏa thiên lành rồi kiếp người sẽ vội qua. Này hãy cống hiến cuộc đời để các loài luôn bình yên. Thank you.
Này bản thân ơi, số kiếp nhân sinh chỉ là cõi tạm trần gian. Dù anh và tôi ai sang giàu ai gian khó, mai xa kiếp con người về với cát bụi mờ thì cũng đều đổi tay trắng. Đời là phù du, ta sống hôm nay đâu biết ngày nào ra đi. Hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đáng có, không ganh ghét hận thù, chẳng gian dối lòng lừa, vì kiếp người sẽ vội qua. Người ơi hãy nhớ ta là cát bụi, sẽ về cát bụi thì xin đừng toan tính thiện hơn. Đời như thoáng mơ, được mất ta đâu ngờ, hỏi ai có bao giờ không trở về cát bụi đâu. Đời là bao, hãy mến thương nhau với bằng tất cả con tim, để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế, không lo lắng u buồn, chẳng nuối tiếc muộn phiền, truyền thế sự nơi trần gian. Bản thân ơi, số kiếp nhân sinh chỉ là cõi tạm trầm luân. Dù tôi và anh ai ngu đần hay trí thức, khi hơi thở xa lìa về với cát bụi mờ thì cũng đều không hơn kém. Là dòng sông trôi mãi lênh đênh xa, cuối cùng về trung dương. Vậy ngày hôm nay ta nên làm chi cho tốt, không nên cứ hẹn hoài, chẳng lan tỏa thiên lành rồi kiếp người sẽ vội qua. Người ơi hãy nhớ ta là cát bụi, sẽ về cát bụi thì xin đừng gian dối hơn ghen. Đời như áng mây hợp biến luôn vô thường, nào ai có bao giờ không trở về cát bụi đâu. Đời phù du, hãy gửi trao nhau với lời thương tình nhân tâm, để rồi từng giây khi ta còn mang hơi thở, luôn trân quý thân này, hãy cống hiến cuộc đời để các loài luôn bình yên. Để còn mang hơi thở, luôn trân quý thân này, hãy cống hiến cuộc đời để các loài luôn bình yên. Để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế, không lo lắng u buồn,
chẳng nuối tiếng muộn phiền truyền thế sự nơi chân Dạ, vừa rồi lời bài hát chính là thông điệp thầy gửi gắm cho tất cả chúng ta. Và con cũng xin hứa với cả nhà mình là chương trình sẽ phát động cuộc thi sáng tác hoặc là biểu diễn những ca khúc tỉnh thức. Vậy thì con rất là mong muốn có cái sự phản hồi và hồi âm của cả nhà mình dựa trên qua những gì mà chúng ta đã thực hành hàng ngày duy trì trong chánh pháp, cả nhà mình có thể mang những cái lời ca, mang những cái âm hưởng của nghệ thuật sống vào các cái câu từ cũng như là qua cách biểu diễn, thì ban tổ chức chúng con sẽ đón nhận và mong muốn sự hợp tác của cả nhà mình. Vậy thì cuộc thi phát động về sáng tác các ca khúc tỉnh thức hoặc là biểu diễn thì cả nhà mình có thể ghi hình hoặc là chúng ta gửi tất cả những cái tài liệu mà chúng ta có thể tự bản thân mình làm ra. Và chính thức thời gian dự thi sẽ là ngày 9 tháng 2 cho đến ngày 9 tháng 3. Và các cái tiết mục dự thi thì cả nhà mình gửi về cho Băng Tâm, Thu Hương và Huyền Trân. Thì thông tin này thì ban tổ chức chúng con sẽ gửi lên tất cả thông tin trên các nhóm. Và cũng là thay lời muốn nói, vừa rồi thì chúng con đã rất là biết ơn thầy và biết ơn tất cả các anh chị em thiện nguyện viên trên mọi miền tổ quốc cũng như là bà con mình gần xa đã bỏ thời gian vào cùng với chương trình cũng như là tổng kết một năm mà chúng ta đã cùng có mặt và đã làm gì được cho chính bản thân mình. Và sau đây thì con xin phép mời thầy cùng với tất cả cả nhà mình, chúng ta hãy mở hết camera của mình lên và mình sẽ cùng nhau chụp những tấm hình trên Zoom được không ạ? Và trong mỗi lần chụp thì cả nhà mình chịu khó cười tươi lên một chút chút con, bởi vì mỗi trang thì chúng ta sẽ chỉ có được 20 mấy khung hình thôi, nên đợi chờ đến lượt của mình thì lúc nào cả nhà mình cũng hãy giữ cái trạng thái thật sự là tươi mát nha, để cho chúng con có những cái khoảnh khắc cuối năm đúng không ạ, trước thềm đón năm mới. Rồi bây giờ con xin mời trang đầu tiên, thì quý vị hãy cố gắng là cứ giữ cái hình ảnh và thật là tươi đẹp, và cả nhà mình hãy tươi lên, mở hết camera của mình lên. Rồi con sẽ xin phép để mà chụp hình nha. Rồi, vừa rồi là trang thứ nhất, để đến trang thứ hai. Tiếp tục ạ. Rồi đằng sau nào, con mời cả nhà mình khẩn trương nè. Để mà chúng ta sẽ không bỏ sót đúng không nào. Rồi con chỉ nhìn thấy được trong 8 trang hình mà có 4 trang là có camera thôi. Vậy thì một lần nữa thì con biết ơn cả nhà mình và đặc biệt là rất là biết ơn thầy và biết ơn tất cả các anh chị em thiện nguyện viên trên mọi miền Tổ quốc. Một năm chúng ta đã cùng nhau có mặt, có sự hòa hợp đoàn kết để mà giúp đỡ nhau, nâng đỡ trên cái con đường thực hành của chính mình và lan tỏa những cái tình yêu thương đúng đắn, sâu sắc, trọn vẹn với những lời nhắn gửi mà thầy đã luôn luôn cho chúng ta có cái cơ hội tưới tẩm những cái hạt giống thiện lành. Và thì đến giờ phút này thì con xin phép được kết thúc chương trình và cả nhà mình nhớ rằng là chúng ta sẽ dành thời gian quay trở lại vào khung giờ 23:45 để mình sẽ được nhận lời chia sẻ chúc đầu năm mới được không cả nhà. Rồi con xin hẹn gặp lại và chào cả nhà mình.